Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Anh TV. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn cấp cứu lại cái con iPad 4 ha. Trên tay mình là con iPad 4 và nó đang bị một cái tình trạng là bị bể màn hình. À không, bể màn hình đâu, nó chỉ bể cảm ứng bên ngoài thôi các bạn. Bị bể cảm ứng bên ngoài thôi, màn hình chúng ta vẫn còn hoạt động bình thường chứ các bạn. Ở đây có một số bạn không biết được là cứ nghĩ vậy là bể màn hình á, nên thường khách họ gọi lên họ báo mình là nói là bể màn hình không à. Nhưng mà cái này mình nhận lên thì mình thấy là màn hình vẫn còn. Ở đây là khách báo mình là bể màn hình. Nhưng mà thật sự nó không phải là bể màn hình, nó chỉ là bể cái kính ở bên ngoài thôi các bạn. Và cái con iPad 4 này thì để mình coi, hình như nó là cái cảm ứng liền màn hình hay sao, để lát mình tháo ra mình nó nhớ. Tại vì iPad 4 mình chưa từng mở con nào hết. iPad mini 1, mini 2, mini 3 thì mình có mở rồi, mini 4 thì mình chưa mở lần nào, nên mình cũng chưa biết được là nó có cái cảm ứng rời màn hình hay không, hay là nó liền màn hình. Nếu mà liền màn hình thì chúng ta cần phải ép ha. Ok, ở đây thì máy iPad 4 thì nó cũng có luôn vân tay rồi nha các bạn. Nó là một cái máy đời cao rồi, không phải là đời thấp đâu. Và hiện tại thì nó đang bị một cái tình trạng là vô hiệu hóa. Thì cái tình trạng vô hiệu hóa này là gì? Là do chúng ta bị nứt cái cảm ứng, và cảm ứng nó bị loạn này nọ đó. Thì có thể là do người ta bấm hoài, bấm sai mật khẩu, bấm hoài mà nhảy số 2 á, nên làm cho cái máy chúng ta bị vô hiệu hóa. Hoặc là có thể là do chúng ta bị bể, bị hư, để lâu ngày thì iPad nó sẽ xảy ra một cái tình trạng là bị vô hiệu hóa. Cho nên mình cũng chia sẻ với anh em thời dọc luôn là khi chúng ta nhận máy của khách, nhận những con iPad hoặc là nhận những con iPhone mà bị bể màn hình và để lâu ngày, có thể là lúc mà khách đang vô là nó chưa bị vô hóa, nó vẫn là ở một màn hình chính bình thường, chỉ có mật khẩu khóa màn hình thôi. Nhưng mà khi các bạn nhận xong, có thể là để qua đêm hoặc là qua ngày, một hai ngày sau có thể nó lại bật lên một cái tình trạng là bị vô hóa, thì cái chuyện đó là rất là bình thường nha. Nên khi mà chúng ta gặp trường hợp đó thì chúng ta cũng phải biết tư vấn với khách, biết nói với khách, chứ không người ta lại đổ thừa mình, nói là mình đổi men của khách hoặc là mình làm hư máy của người ta gì đó mình không cần biết. Thì cái đó có dễ, rất là dễ dính xương các bạn. Cái trường hợp này mình lưu ý cho các bạn thờ vọc. Ok, thì bây giờ để mà xử lý con máy này thì trước tiên khi mà gặp con máy mà nó đã bị vô hiệu hóa và bị bể nát vậy, thì muốn sửa con máy này trước tiên các bạn phải làm lại phần mềm. Thì làm phần mềm là gì? Là các bạn phải sửa được cái phần mà vô hiệu hóa này. Thì để sửa được thì các bạn phải kết nối cái con iPad này vô máy tính chúng ta, và chúng ta bật phần mềm iTunes hoặc là phần mềm 3uTunes lên để chúng ta chạy mới chương trình lại cho con máy này. Và để chạy mới chương trình thì các bạn cần phải có được cái tài khoản iCloud, mật khẩu iCloud cũng như là mật khẩu màn hình mà từ khách hàng cung cấp. Thì trước tiên các bạn phải hỏi khách hàng coi có hay không nha. Có thì chúng ta mới làm nha các bạn. Ok, ở đây thì khách hàng có cung cấp cho mình cái mật khẩu iCloud nè, và có mật khẩu màn hình, nhưng mà cái tài khoản iCloud thì chưa cung cấp. Thì lát nữa mình chạy chương trình xong thì mình sẽ hỏi khách nha các bạn. Và các bạn lưu ý là sửa phần mềm xong hãy sửa phần cứng nha, chứ mất công các bạn thay màn hình, thay cảm ứng, ép kính này nọ xong xuôi rồi khách họ quên cái mật khẩu iCloud, thì lúc đó các bạn tiền mất tật mang, bỏ công cũng như không thôi ha. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành làm luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái phần mềm 3uTunes lên nha các bạn. Các bạn sẽ bật cái phần mềm 3uTunes lên. Phần mềm 3uTunes là cái phần mềm để chúng ta có thể chạy chương trình lại cho iPhone, iPad, hoặc là phần mềm mặc định là iTunes nha. iTunes thì ở đây mình không có xài. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắm kết nối cái dây sạc vào trong cái iPad chúng ta và kết nối vào máy tính. Thì ở đây khi mà các bạn cái máy đã bị vô hiệu hóa có nghĩa là cái máy này sẽ không được kết nối lại cái thằng máy tính đâu. Máy tính nó sẽ không nhận được cái thiết bị này. Thì các bạn phải đưa cái thiết bị này về một chế độ, đó là chế độ depo hoặc là chế độ recover, để chúng ta khôi phục lại, để cho máy tính nó nhận được thiết bị. Thì để đưa về được thì chúng ta sẽ tắt nguồn cái máy này bằng cách là chúng ta tắt nguồn cưỡng bức nha. Chúng ta sẽ nhấn giữ nút nguồn và nút home đồng thời cho nó tắt nguồn hẳn luôn. Rồi chúng ta cứ giữ vậy khoảng 5 giây. Chúng ta nhả nút nguồn ra và chúng ta giữ nút home. Thì chúng ta chờ đợi ở trên màn hình vi tính nó sẽ báo kết nối cái thiết bị nha. Đấy các bạn, ở trên màn hình vi tính thì nó xuất hiện ra một cái hộp thoại và nó báo là đang kết nối thiết bị. Thì đây chúng ta thấy ở trên cái phần mềm bao tool nó cũng đã xuất hiện cái thiết bị chúng ta đang ở chế độ là depo ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm vào cái chữ nâng cấp nữa các bạn. Đó, bấm chữ nâng cấp, và khi bấm vào chữ nâng cấp thì ở trên cái thiết bị chúng ta, trên cái màn hình vi tính chúng ta, ở trong cái ứng dụng bao tool nó sẽ xuất hiện cho chúng ta hai cái phiên bản phong vật. Đó, hai cái phiên bản phong vật thì ở đây nó có là phong vật 13.13.3 và 13.2.3. Thì chúng ta sẽ tải phong vật cao nhất cho nó, chúng ta tải về. Đó, bấm tải về. Và chúng ta sẽ chờ đợi cho cái phong vật nó tải về. Thì hiện tại nó phong vật nó là 3.40GB. Thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái khoảng thời gian cũng hơi bị lâu, cho nên chúng ta sẽ tắt máy quay chút xíu ha. Đợi khi nào tải xong thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi. Ok mọi người, thì bây giờ cái phong vật mình đã tải về xong rồi. Phiên bản phong vật là 13.3.
Và bây giờ mình sẽ bấm vào cái chữ nâng cấp ở phía dưới này, và bấm vào chữ flash. Ở đây thì ở trên máy tính chúng ta nó sẽ tự động nó giải nén cái firmware này ra. Các bạn thấy nó ghi chữ là adjusting firmware, đó nghĩa là đang giải nén cái firmware để nó nạp chương trình vào cho cái con iPad. Thì tất cả cái quá trình này đều tự động hết nha. Khi nào nó hoàn thành xong thì ở trên máy tính nó sẽ báo chữ new, và chúng ta sẽ có một cái iPad được khôi phục cái đặt gốc hoàn toàn ha. Và bây giờ thì nói chung là mình không biết được phiên bản cũ nó là bao nhiêu, thì phiên bản mình cài cho nó sẽ là phiên bản cao nhất, là phiên bản mới nhất của cái iPad mini 4. Ok, thì cái phần mà chạy phiên bản này, chạy ứng dụng này thì nó mất khoảng 15 đến 30 phút, nên mình sẽ tạm ngưng máy quay, đợi đến khi nào nó chạy trình xong thì mình sẽ tiếp tục quay với các bạn xem nha. Ok các bạn, thì bây giờ cái máy iPad của chúng ta nó đã được chạy trình mới mẻ lại xong rồi. Ở trên máy vi tính nó đã báo là chữ new này, thì chúng ta đã biết được là nó đã nạp chương trình xong rồi. Thì bây giờ hiện tại ở trên cái iPad nó chỉ cần nó load lại dữ liệu nữa là sẽ vô được cái phần active ha. Và trong khi chờ đợi phần active đó thì mình có thể active trực tiếp ở trên phần mềm Power Tool. Chúng ta bấm vào chữ kích hoạt ngay nè, bấm vào chữ active only thì đây nó sẽ kích hoạt. Và nếu mà như có tài khoản iCloud thì nó sẽ hiện lên cho các bạn thấy luôn. Đây thì nó sẽ hiện lên cái tài khoản iCloud tất cả các bạn ha. Thì bây giờ hiện tại thì mình chưa có được cái tài khoản iCloud, mình chỉ có được mật khẩu iCloud thôi, nên mình chỉ chưa có active được. Mình cần phải vô cái phần bằng iPad nè. Mình sẽ dùng iPad để mình vào active để coi nó có đòi mật khẩu màn hình không. Nếu nó đòi mật khẩu màn hình thì chúng ta dùng mật khẩu màn hình luôn, khỏi mất công ta hỏi iCloud của khách ha. Ok, mình sẽ chọn vùng quốc gia. Ở đây thì mình thấy cái cảm ứng này nó hình như nó cũng hơi loạn loạn rồi nha. Cảm ứng này rất là mà phải thay cảm ứng nè. Cảm ứng này hơi loạn. Vùng Việt Nam mình cảm giác nó bấm nó nhảy tùm lum. Chọn mạng wifi. Nó hơi nhảy tùm lum bạn ha. Nó lại quay về nữa rồi. Quay về chọn ngôn ngữ tiếp, tiếng Việt nè. Chọn quốc gia lại. Việt Nam. Này cảm giác đơ đơ sao các bạn nha. Đó nó đơ đơ sao, mình cảm giác đơ đơ sao á. Nó lại quay về cái bước đầu tiên. Chúng ta làm lẹ lẹ xíu để thôi, nó không bị quay về. Thiết lập thủ công. Chọn wifi nè. Nó lại đứng một cái các bạn nha. Mình không biết là cái máy đang bị vấn đề gì. Mình không biết nó đang bị vấn đề gì mà nó cứ vậy hoài các bạn ạ. Đó, thì chúng ta làm lại nè. Cái cảm ứng nó loạn các bạn nha, cái màn hình này bị loạn cảm ứng rồi. Thì chắc là mình nghĩ phải thay cảm ứng đó. Phải ép cảm ứng lại luôn, chứ không phải là ép kính không nha các bạn. Ở đây là ép cảm ứng luôn nha. Mình thấy là mình bấm một lát thì nó loạn tùm lum hết, bấm một lát thì nó loạn tùm lum hết. Càng bấm lâu nó càng loạn tùm lum hết. Chúng ta bấm cho lẹ lẹ xíu. Càng lâu nó càng loạn hơn nha. Việt Nam này bắt đầu 1208 1998. Ok, kết nối để coi nó đòi mật khẩu màn hình hay không. Nếu nó có đòi mật khẩu màn hình thì chúng ta ấy, ở đây nó báo là không kích hoạt được, có thể là do mạng các bạn nha. Đợi xíu, có thể là do mạng nó yếu nên nó sẽ báo là không kích hoạt được. Đây, ở đây nó không có cho chúng ta nhập mật khẩu màn hình nên bắt buộc chúng ta phải có tài khoản nha. Mình phải hỏi tài khoản của khách hàng rồi chúng ta mới điền vô. Ok mọi người, thì mình đã vào được bên trong màn hình chính của con iPad này rồi. Ở đây thì mình có được cái mật khẩu lao của khách đó, nên mình cũng vô được màn hình chính, và mình đã khôi phục lại cái phần sao lưu của máy, nên bây giờ là máy nó vô bình thường, và nói chung hình ảnh và dữ liệu cá nhân của khách thì vẫn còn nguyên chứ không có bị mất các bạn nha. Tại vì mình chạy trình lại, nhưng mà cái máy này lúc trước người ta có iLoud, nó có sao lưu, nên bây giờ hiện tại là nó sẽ mất một cái thời gian để nó kết nối wifi và nó tải về những hình ảnh cũ mà lưu trong iCloud á. Với lại những cái app này, những cái app nào mà người ta có tải sẵn rồi thì nó sẽ tự động nó tải về. Nó đang tải về nha các bạn. Bây giờ thì nói chung là mình sẽ tháo cái máy này ra để mình lấy cái màn hình này mình đi ép kính cảm ứng lại. Ở đây nó bị liệt cảm ứng mà nó loạn. Nên chúng ta phải thay cảm ứng, ép cảm ứng lại. Ở đây thì ở nhà mình cũng không có để mà ép, không có máy để ép, nên mình phải ra tiệm mình nhờ người ta ép thôi. Nói chung là cái chuyện mà thợ nhờ thợ là chuyện bình thường rồi. Ok, thì mình sẽ dùng máy sấy để mình mở màn hình này ra rồi nha. Ở đây các bạn phải cẩn thận nha, cái màn hình này mắc tiền lắm, mình chúng ta làm phải cẩn thận.
Máy sấy này nói chung cũng nóng lắm mà nha. Các bạn dùng máy sấy nó an toàn hay là dùng máy khò? Dùng máy khò nó nóng quá nên nhiều lúc nó hư màn hình đó. Nên là dùng cái thanh cái miếng dao mỏng mỏng để chúng ta mở lên. Nói chung là màn hình này nói chung nó đã bung ra rồi, nó cũng dễ mở hơn là những cái màn hình còn riêng. Màn hình này người ta thay một lần rồi đó các bạn. Là cẩn thận chứ không nó hư cái màn hình của khách thì nó cũng cực lắm ạ. Rồi ok, nó rớt ra. iPad mini thì các bạn sẽ mở ngược xuống dưới lại nha các bạn. Mở ngược xuống dưới lại đó. Máy này thì nó đã qua sửa chữa rồi, qua thay thế gì đó rồi nên nó cũng không có cái nẹp bằng, không có cái nẹp của những cái con ốc. Nên chúng ta mở mở ốc ra thôi. Ở đây mình vừa mật lật ngửa lên thì cái dây cảm ứng này nó tự rớt ra ngoài nè. Ở đây thì mình sẽ mở cái socket pin trước để mình tách đi nguồn điện trước các bạn, để nó đỡ phải hư hao này nọ. Mở pin ra trước rồi chúng ta mở cái socket màn hình nha. Ok. Đó, thì chúng ta sẽ xách cái này ra ngoài, chúng ta nhờ người ta ép kính lại nha các bạn. Sau khi ép kính xong thì mình sẽ ép vô gáp vô lại là giao máy khách thôi. Thì lát nữa mình sẽ vệ sinh lại những cái camera này, nó đỡ mù này. Camera này nó hơi bị đóng đã bận này, do nó bị bể. Hello mọi người, thì bây giờ đây chính là một cái màn hình mới luôn các bạn nha, không phải là màn hình cũ lúc nãy để mà ép kính lại nữa, mà đây là một màn hình mới luôn. Tại sao mới? Tại vì mình mang cái màn hình zin của khách đi ra ngoài tiệm để nhờ họ ép cái cảm ứng lại đó. Thì họ nhận làm, nhưng mà nói chung là trong quá trình làm cái sự sơ suất này nọ đó thì xui thôi, thì người ta đã làm hư cái màn hình rồi, bể màn hình rồi, nên người ta đã đền cho mình một cái màn hình khác, màn hình linh kiện. Và bình thường á, thì nếu mà đi thay một cái cảm ứng, ở đây là cái màn hình này á, là không phải là chỉ bể kính các bạn nha, không có bể kính, không có gì cả, nó là bị liệt cảm ứng á, là phải thay cảm ứng. Các bạn phải phân ra thay cảm ứng và thay kính kính là nó khác nha. Thay kính là nó sẽ rẻ tiền hơn là thay cảm ứng. Bình thường nếu mà thay cảm ứng cho cái màn hình con này thì ở ngoài tiệm người ta lấy giá khách là khoảng 900 đến 1 triệu. Còn lấy giá thợ thì khoảng 500-600 ngàn. Lấy giá thợ, thợ lấy với nhau thì 5-600 ngàn thôi. Nhưng mà cái màn hình này bây giờ nếu mà chúng ta ra ngoài người ta mua mới là giá khoảng 1 triệu tư. Giá khoảng 1 triệu tư các bạn nha. Nhưng mà ở đây thì ở ngoài tiệm người ta lấy mình 800 ngàn. Thì mình cũng không có chơi mắc chơi rẻ. Bình thường là lấy khoảng 500-600 thôi, nhưng mà người ta lấy lại 800 thì mình cũng thông cảm, tại vì nói chung là làm trong nghề với nhau phải hiểu được cái vấn đề mà ăn hành là chuyện thường xuyên rồi, nên cái đó là mình coi như mình hỗ trợ cho người ta một mớ. Thì cái này là 800 ngàn mà nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán hình lại, mình nói để chia sẻ cho mọi người, để mọi người thấy được cái vấn đề làm cái nghề này nó cũng có lúc này lúc nọ, chứ không phải ấy. Người ta làm thì người ta cũng đâu có muốn gì đâu, thì nhiều lúc nó may rủi thôi. Cho nên đó là lý do mà tại sao người ta nhận làm máy, người ta nhận giá cao. Thì giá cao để làm gì? Để là lỡ có sơ sẩy xác suất này nọ, hư này nọ đó, thì người ta còn có cái để mà người ta đắp vô, bạn hiểu không? Đó lý do là tại sao người ta lấy giá cao. Được, ok, mình sẽ đổ keo lại. Hôm trước mình có báo giá thay cái loa cho cái con iPad 2 cho cái anh kia, mình báo cũng khoảng 300, mình báo 300. Thì anh hỏi sao thay cái loa thôi mà làm tới 300 như em. Thì đây mình giải thích đó là vừa công cán là thứ nhất, bảo hành là thứ hai nè, và cái thứ ba đó là xác suất, với lại cái kính cảm ứng của thằng iPad 2 rồi đó, nó rất là giòn, khi mà tháo ra rồi á, ít nhất nó sẽ bị nứt cái cảm ứng và phải mua cái cảm ứng thay nữa. Thì mình cộng cái tiền thay cảm ứng đó vô cái tiền lo luôn đó bạn. Đó là mình báo khách như vậy để mình trừ hao cái phần mà nó may rủi. Mà khách không, nhiều người họ không hiểu thì thôi, họ nói ủa sao mà lấy trên trời đất kệ. Thì nói chung là mình giải thích, ai hiểu thì hiểu người thôi. Ở đây thì là màn hình linh kiện, thì nói chung là nó cũng màu sắc nó cũng đẹp đó, không có đến nỗi là tệ đó các bạn. Đây mình cắm sạc vô. Ok, lên đây nè. Đó. Thì bây giờ là cái máy này mình đã phục hồi xong bạn nha, đã dán lại đẹp đẽ, và nói chung mình cũng đã lấy lại cái dữ liệu cũ cho khách hàng được rồi. Thì tại vì mình sao lưu á, khách hàng người ta có cài đặt iCloud nên có sao lưu lại á, nên khi mình chạy trình mới lại hết, bắt đầu mình bấm vào chữ khôi phục sao lưu là nó sẽ khao lưu thôi. Nói chung làm cái nghề này thì lúc nào người ta cũng phải báo một cái giá, đó là gọi là gì đó,
hờ, báo hờ để mà lỡ có hư hao này nọ, trục chặt nọ thì người ta còn có cái để mà người ta lấy vốn lại, chứ không sửa lỗ. Quá trình mở ra mở vô nó còn nhiều cái phức tạp lắm, không phải đơn giản như mình nghĩ đâu mọi người. Ở đây mình khởi động nó lên rồi, không biết sao nó lại tắt đi. Mình đã dán keo lại rồi mà sao nó giờ lại tắt đi nè. Đó, các bạn thấy không, khi mà chúng ta làm nó có cái nhiều cái nó trục chặt, nó phát sinh lắm. Lúc nãy mình đã test đúng không? Test rồi, màn hình nó test ok ngon lành hết rồi, bắt đầu mình mới lắp vô nè. Bây giờ lắp vô thì nó lại như vậy. Mở ra mở vô nhiều lúc nó nứt cái cảm ứng các bạn, nó giỡn đâu. Để mình mở ra lại. Cũng may là cái keo này nó mới vừa dính liền, nó mới để xuống liền, nó chưa có khô keo á, chúng ta mở ra mới vô được. Ở đây có thể là do pin nó lỏng hoặc là gì đó. Tháo pin ra lắp lại. Lúc nãy mình test nó lên ok xong hết rồi. Cái máy này lúc trước đã qua sửa chữa rồi nên nó không còn mấy cái siêu để nẹp cái pin với lại cổ màn hình lại. Giấy trời nó đừng có bị trục chặt cái gì, mệt lắm. Đây nó lại tắt nữa các bạn thấy không? Đó. Lúc nãy thì nó lên bình thường, lúc nãy mình mua đem về mình gắp vô là lên bình thường luôn á. Chứ tại sao giờ lại là vậy? Lúc nãy mình đem về nó test rồi, lên ngon lành rồi. Các bạn thấy không, khi mà chúng ta làm một cái máy đâu phải đơn giản đâu. Bây giờ cái màn hình này nó tháo qua tháo vô hoài, một lát mình chỉ sợ nó hư thì nọ nè. Mình mở ra mình gắp lại. Các bạn thấy bây giờ là trong khi keo mình nó đổ vô rồi mà nó lại trục chặt vậy nè. Nó vướng tay vướng chân mình. Không biết là cái pin này nó có hư hay không, nhiều lúc nó pin nó hư á. Làm điều điện tử này không phải cứ nghĩ là đơn giản như mọi người nghĩ. Muốn lấy tiền người ta thì đâu có dễ đâu mà. Đây, lên nè bạn, lên nè, lên nè, lên nè. Lên rồi. Ok. Đó, bạn thấy không, thì chúng ta phải mở ra mở vô chỉnh tới chỉnh lui. Trong quá trình mở ra mở vô thì cái màn hình nó rất là dễ bị hư cái cổ các bạn nha, phải đơn giản đâu. Đó, vậy là xong rồi đó. Giờ chỉ đợi cho keo nó khô thôi, đợi keo nó khô rồi chúng ta vệ sinh lại những cái keo mà nó dư thừa ở xung quanh cái viền này nè, để chúng ta cho nó sạch sẽ, chúng ta giao máy khách thôi. Đó, vậy là hôm nay mình đã phục hồi cái con iPad mini các bạn nha, iPad mini 1 cho khách rồi. À không, con này mini 4 nha các bạn, con này mini 4 nha. Mình nhầm với con máy mình đang làm cho khách, con máy kia. Ok, thôi mình xin kết thúc cái video đây các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay.